Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay ngày mưa gió, anh em vẫn có động lực để lên để giới thiệu những sản phẩm vừa về. Hôm nay sếp Kiên sếp đi vắng mọi người ạ, nên đâm ra là không có người live stream cũng hơi buồn, hơi nhớ anh em tí. Đấy, trước mặt mình là một chiếc SH125 nha anh em nhá. Hôm quay cho con xin vòng 125 giá cực tình yêu luôn đấy, 2018. Trời ơi. Biển 29 này, ông quay con cái bình. Biển 29V339931, quay con vòng nhá. Đấy, đây, quay con cái mặt trên này, cái nắp bình xăng này. Rất còn tương đối là mới đây. Đời 2018 125 nha anh em nhá. Đấy. Chìa khóa, chìa khép đầy đủ hết. Đó. 125 SH màu đen. Quay con một vòng kỹ cho con. Máy bao phê. Máy chất lên anh ạ. Đấy, máy đang nổ nhá. SH màu đen 125. Đấy, anh em nhìn nổ ra máy ra miếng. Xem bên mình vừa về xong. Cũng chưa dọn dẹp cái gì cả. Đấy, quay cho con một vòng. Xe thì không dán ni lông. Con này nó không dán ni lông. Quay một vòng. SH này là 125 đấy, 2018 nhá, màu đen nhá. Giá là hợp lý cực kỳ luôn. Giá rất là lý, xe đang nổ đấy. Đấy, ông quay cho con xin một vòng lại. Đấy, con này bên mình đang bán ra với giá là 75 triệu nha anh em nhé. 75 triệu với chiếc SH 125. 125 màu đen đấy, 2018. Đấy, anh em nào đang muốn sở hữu những chiếc xe mà form đẹp của 2017 đến 2019 ấy, đây em inbox trực tiếp nhá. 75 triệu thôi anh em ơi, giá bây giờ giá tình yêu tình báo rồi. Không còn cao như mấy hôm trước nữa đâu. Bây giờ giá xe mới nó sướng rồi, anh em bạn lại bán sướng cho anh em. Đấy, có 75 triệu mới chiếc SH125 nhé anh em nhé. Đời 2018 cơ, cao, đời cao màu đen. Đấy, ok, tiếp theo chiếc Dream Thái anh em ơi, biển 29M2001 nhé mọi người nhá. Quay con xin một vòng này, biển số 29M14464. Giá vừa tiền thôi anh em ạ, con này giá vừa tiền nhá. Giá vừa tiền Dream. Chất đấy, vừa tiền. Quay con xin một vòng. Con xe này ra máy nó đã xử lý một xíu rồi nhá. Con này đầu máy 82821. Xe này nó vừa tiền thôi anh em nhá, vừa tiền thôi. Đấy, máy chất nhá. Dream Thái. Đây, quay con xin một vòng. Con này bên mình đang bán ra với giá là 22.500.000. 22.500.000 là chiếc Dream Thái máy chất nhá anh em nhá. Bên mình vẫn tóm lại là cứ mua xong mà không thích nữa thì lại quay lại bán lô vài triệu là ok. Đời 2000, 29M là 2000. Đấy. M2000, 22.500.000 là chiếc Dream Thái đời 2000 này em, đầu máy 82821 đấy. Ok. Máy chất nha anh em nhé, giá vừa phải cho anh em muốn mua những chiếc Dream Thái, vừa phải thôi. Xe thì máy cũng đã xong, ông quay cho con đầu bò nhá. Đấy, ông quay con xin cái đầu bò. 22.500.000 chiếc Dream Thái đấy anh em nhé. Anh em nào chốt thì inbox trực tiếp bên mình. Tóm lại máy ngon, máy ngon để cho anh em yêu thương. Ok, tiếp theo là một chiếc Blade. Blade anh em nhá. Con này là Blade đời đầu to đấy, biển số 29X301633. Quay con một con này máy chất lắm. Con này máy chất. Chìa khóa to nhá mọi người nhá, chìa khóa bấm chìa khóa to này này. Đấy, đây chìa khóa bấm tìm xe. Máy gầm luôn anh ạ, máy gầm rú luôn. Máy gầm rú dịt luôn. Blade 2011-2012, màu đỏ đen, máy chất nha anh em nhá. Đang nổ đấy, máy đang nổ đấy. Đấy, quay cho con một vòng nào. Xe vừa về vừa rửa xong. Vừa rửa nha anh em nhá, vừa rửa xong nên nó đang sạch sẽ rồi. Máy chất, con này bên mình đang bán ra với giá là 16.800.000 anh em nhá. Máy gầm rú lên anh em, rít lắm. Con này máy rít, máy rít thật. 16.800.000 chiếc Blade nha anh em nhé. Khóa to đấy, khóa to.
Tiếp theo là một chiếc Dream Việt Nam. Dream Việt Nam, ông quay con vòng Dream Việt Nam đấy 2011 nhé mọi người nhé. Cho gì đây, hôm nay đợi chờ mùa, nó mưa, nó hơi tối. Mọi người xem có được không? Ok, ông quay cho con xin vòng, con này máy chất, giá tình yêu. Đây. Dream Việt Nam anh em ơi, đời 2011, ông xong quay con đầu bò luôn nhé. Quay đầu con đầu bò. Con này ra máy thì đã tiểu xíu xíu lại rồi. Mà con này máy chất lắm. Này biển số 29N108642. Con này máy chất lắm ấy, thật sự là máy. Đây anh em nghe máy đây. Máy rất chất. Ra con này là hôm trước là nó bị hai cái bên ra máy nó hơi rôm rôm. Hơi rôm rôm ngay cái bên ra máy này này. Ngay cái bên ra máy nó hơi rôm rôm. Nên là Dung cho đi tỉa lại một xíu. Đích thân Dung báo tỉa lại. Tại vì là xe cái đời này mà nó hơi rôm rôm, nhìn nó ngứa mắt lắm. Đấy anh em nhìn nhá. Con này bên mình đang bán ra với giá là 43 triệu. Đây ông quay con cái nắp bình xăng với lại cái củ bình xăng này. Xe này đẹp cực kỳ luôn. Con này nó thật là rất đẹp nhá mọi người nhá. Đấy đẹp. 43 triệu chiếc Dream đời 2011 anh em nhá. Đấy đời 2011. Xe đẹp chất, con này chất cực kỳ luôn ý. Đây ông ơi còn con này nữa này. Quay nốt cho con này xong là ra kia tiếp xem con. Con này là Dream Thái nhá mọi người nhá, Dream Thái 2000. Ông quay con xin vòng. Dream Thái biển 29L. Ông cứ quay cho cháu một vòng đi. Ông quay cả đầu bò nhá. Đấy, xong ông quay đầu bò cho cháu. Máy chất nhá mọi người nhá. Đấy, biển số 29L34366, biển đẹp. Đây ông, quay cho con xin vòng này. Đồ đàn các thứ nó cũng đều theo xe nhá mọi người nhá. Dream Thái. Dream Thái nhá anh em nhá. Xem nào, đầu máy 816. Đấy, ông quay cho con đầu bò nè. Con này bên mình đang bán ra với giá là 40 triệu nha anh em nhá. Gương lửa các cái, ông quay con mặt đồng trước này. Mặt đồng trước này trước. 40 triệu với chiếc Dream Thái đời 2000. Đấy, anh em nào muốn chốt cho Dream vừa vừa tiền nhá. Cái không tầm 3-40 triệu quay đầu là đấy, hôm nay là Dung giới thiệu vài con để cho anh em muốn sưu tầm những xe vừa vừa tiền đấy. Còn những cái con xe nó nhiều tiền thì bên mình vẫn còn nhé mọi người nhé. Đây là hiện tại là bên mình vẫn còn những chiếc xe 360 triệu và 160 triệu. Và nhiều những cái dòng SH khác mọi người nhé, rất nhiều đây, rất nhiều. Đấy, ok, tiếp theo những chiếc xe future vừa về. Có xe gì đi em? Future vừa về anh em ơi. Ông quay con xin một vòng future, con này 2019. Giá tình yêu luôn nhé mọi người. Xe đang dán kín ni lông cả xe, xe chính chủ, một chủ từ đầu. Vừa nãy vừa đến, vừa viết giấy xong vừa về rồi. Đấy, quay cho con xin vòng giờ. Future FI đời 2019 nhé mọi người nhé, màu đỏ đen. Đấy, ông quay con xin một vòng nào. Biển Hà Nội nhá. Con này là biển 29S189058. Máy chất, xe đang dán ni lông cả xe, xe một chủ nhá mọi người nhá. Đấy, xe một chủ từ đầu. Đấy, ra máy này, ra máy đẹp này. Future FI, đầu to đấy 2019 nhá mọi người nhá. Đây, không quay chưa? Vừa mua xong chưa dọn dẹp rửa ráy gì đâu anh em ơi, xe chính chủ nhá. Đấy, mặt này, các thứ. Con này bên mình đang bán ra với giá là 22 triệu 500 thôi anh em ơi. 22 triệu 500 với chiếc Future FI đời 2019 màu đỏ đen. Đấy, đầu to nha anh em nhá, xe dán kín ni lông cả xe. Đấy, anh em nhìn lốp này. Lốp mới cứng cựa luôn, vừa thay lốp xong anh em ạ. Đấy, đời 2019 nha anh em nhá, 22 triệu 500, ai muốn chốt xe đấy thì inbox trực tiếp. Một con Sirius RC. Ông quay cho con xin một vòng, con này thì anh em ơi biển 18 nhá mọi người nhá. Đấy, vẫn... Bầu trời Hà Nội đang rất mưa. Biển 18C121987. Ông quay cho con xin một vòng này. Đời. Con này là Sirius RC đời 2016 nhé mọi người nhé. Xe còn mới lắm.
giá hợp lý kỳ luôn. Đấy, máy chất nhá. Máy chất lắm anh em ạ. Con này đời 2016 nha anh em nhá, đồ đàn vẫn còn đẹp này. Đấy, màu trắng RC này. Đấy, bộ vòi FI nhá, CS FI anh em ạ. Đời 2016. Ok anh em. Con này bên mình đang bán ra giá là 12 triệu. Đấy, anh chị em nào đang muốn mua những chiếc xe này, bên mình là về rất nhiều những cái dòng xe nhá anh em nhá. Về rất nhiều những cái dòng xe. Anh em nào đang muốn sở hữu những chiếc xe đẹp, cứ inbox trực tiếp cho bên mình. Đấy, SH bên này rất nhiều này. Trong nhà rất nhiều anh em ạ, trong nhà rất nhiều những cái dòng xe. Đây ông vào đây ông quay cho con một vòng xe 82 và Dream mới. Rất nhiều nhá mọi người nhá. Rất nhiều luôn. Đây. Hiện tại là bên mình vẫn còn tất cả những cái dòng xe. Vẫn còn SH350 này. Xe SH nhập khẩu bên ngoài thì vẫn còn, SH màu đỏ chạy 3.000 cây vẫn còn này. Đấy, SH1 vẫn còn này, SH150 form 2019 vẫn còn rất nhiều nha anh em nhá. Đấy, SH1 này và những dòng Dream, Dream Việt, Dream Thái, anh em nhìn độ đồng Dream bên mình kinh khủng không anh em. Và đặc biệt hơn nữa là có những chiếc xe 81, thật sự là cái dòng, những dòng 81 nó quá đẹp luôn. Đấy, con này bên mình hôm vừa rồi cũng làm video rồi đấy, bên mình đang bán ra với giá là 32 triệu nha anh em nhé. Để có những chiếc 81 đẹp như này, nói thật anh em không phải là lúc nào cũng kiếm được những chiếc 81 như này đâu anh em ạ. 32 triệu, 50cc, 50cc đi nhẹ nhàng thôi. Những dòng này anh em nào mà mua cho bố mẹ đang muốn kiếm những cái dòng này để về làm kỷ niệm, về trưng bày, 32 triệu nha anh em nhé, cam kết máy nguyên. Con này cam kết máy nguyên, đấy, xe đồ đàn rất ok. Đấy, còn những dòng 82 bên mình là rất nhiều này, Dream rất nhiều, đấy. Anh chị em nào đang muốn sở hữu những chiếc xe đẹp, cứ inbox trực tiếp bên xe máy Hoàng Kiên nhé mọi người nhé. Đấy, rất nhiều đúng không anh em? Quá nhiều sự lựa chọn cho anh em mua xe cũ mà quá nhiều sự lựa chọn luôn. SH bên mình cũng về rất nhiều và anh em cũng đang yêu quý xe máy Hoàng Kiên rất nhiều. Đấy, ok, xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau. Bye bye mọi người.